Hoạt động của các hãng phim trong chiến dịch tranh Oscar gồm mọi việc nhằm gây ảnh hưởng lên 6.000 thành viên của Viện Hàn Lâm. Các hoạt động chủ yếu gồm trình chiếu phim, quảng cáo trên truyền thông, quảng bá trực tiếp đến các thành viên của Viện Hàn Lâm. Đây được biết là để một phim giành giải thưởng lớn nhất thì các hãng phim thường chi hết khoảng 10 triệu đô la Mỹ cho toàn chiến dịch, gấp đôi chi phí cho chiến dịch tranh cử giành một ghế trong Quốc hội của Mỹ. Tuy nhiên thì bỏ ra 1 triệu đô để tranh giải Oscar, các hãng phim thường thu lại danh tiếng hơn là cả lợi ích là doanh thu trong trường hợp phim giành giải. Lý do là bởi những bộ phim tranh giải Oscar luôn được trình chiếu trước khi lễ trao giải được công bố. Vì thế mà khán giả khi biết phim giành giải thì sẽ không còn cơ hội để ra giá.